Mọi thứ đều là phép lạ. Hành trình tìm kiếm cái khác thường, lạ lùng, thường mang hình thức của những cuộc hành hương, của sự trốn tránh thế gian. Hành trình về phương Đông, tới một quốc gia khác hay một vùng đất khác. Bài học vĩ đại từ những bậc minh triết, từ các thiền sư và cũng từ những nhà tâm lý học rằng cái thiêng liêng nằm trong cái bình thường, rằng nó nằm trong đời sống hàng ngày, trong những người hàng xóm, bạn bè, gia đình, trong khu vườn của một người. Bài học này có thể dễ dàng bị quên lãng. Tìm kiếm phép lạ ở một nơi nào khác, đối với tôi là một dấu hiệu chắc chắn của sự vô minh. Không biết rằng mọi thứ đều là phép lạ. Sau đây là một bài tập. Hãy đi bộ chung quanh nhà, chung quanh nơi bạn sống và nói với chính bạn vài lần mỗi giờ. Điều này thật kỳ diệu. Bất kể điều gì xảy ra, hãy cứ nói thế. Hãy xem thử sự thay đổi quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn nhìn những kinh nghiệm hàng ngày như thế nào. Một công án. Thiền thật sự là làm cho mọi thứ như ho, nuốt, vẫy tay, chuyển động và yên tĩnh, nói chuyện và hành động, tốt và xấu, vinh dự và khổ thẹn, được và thua, đúng và sai, trở thành một công án. Ha Cô In. Và bạn sẽ không cần thiền sư nào trao cho bạn công án này. Điều được tìm thấy lúc này. Này bạn, kỳ vọng vị khách khi bạn còn sống. Hãy kinh nghiệm khi bạn còn sống. Hãy nghĩ và suy nghĩ khi bạn còn sống. Cái mà bạn gọi là cứu rỗi thuộc về thời điểm trước khi chết. Nếu bạn không cắt đứt dây chói khi bạn còn sống, bạn cho rằng những con ma sẽ làm thế sau này chăng? Cái ý tưởng rằng linh hồn sẽ hòa nhập vào cảnh giới Hy Lạp chỉ bởi vì thân thể bị thối rữa chỉ là một ảo giác. Cái được tìm thấy lúc này sẽ được tìm thấy sau này. Nếu bạn lúc này không tìm thấy điều gì cả, bạn sẽ chỉ kết thúc với một căn nhà trọ nơi thành phố chết. Nếu lúc này bạn hòa nhập với đấng thiêng liêng, kiếp sống tới của bạn sẽ mang vẻ mặt của một linh hồn thỏa mãn. Việc cho rằng sự chết sẽ giải phóng bạn là một khái niệm chỉ tạo thêm sự chờ đợi. Nếu bạn muốn gặp vị khách thiêng liêng, hãy cắt đứt dây thừng ngay lúc này. Thời điểm là lúc này. Sự cứu rỗi là lúc này. Chúng ta có khuynh hướng nhìn về quá khứ hay nhìn tới tương lai. Nhưng Kinh Thánh nói rằng, hoặc là chúng ta cho phép Đức Giê-xu cứu rỗi chúng ta, hoặc là chúng ta không cho Ngài cứu rỗi chúng ta. Đó gọi là ân huệ vốn có của giây phút hiện tại. Những lời dạy đầu tiên của Đức Giê-xu là: thời điểm là lúc này, thiên quốc là bây giờ và ở đây. Hãy quay lại, hãy tin tưởng vào tin lành. Bốn đoạn trên đã tóm tắt toàn bộ giáo lý của Đức Giê-xu. Nó không có gì huyền hoặc hay thần bí, mà chỉ là bản chất vô tận của lúc này. Nguồn sữa. Đừng tìm nó bên ngoài bạn. Bạn là nguồn sữa, đừng lấy sữa từ người khác. Có một suối sữa bên trong bạn, đừng đi quanh với cái bát không. Bạn có một đường kênh truyền từ biển lớn, thế nhưng bạn lại hỏi xin nước từ một cái hồ nhỏ xíu. Chỉ cầu xin cái tình thương nới rộng đó, chỉ thiền về điều đó, Kinh Koran có nói, và Ngài sẽ ở với bạn. Rumi. Tại đây và bây giờ.
có một tiếng lào xào trong bụi cây bên trái, và bất ngờ từ đó nhảy ra một con chim đen lớn như một con quạ gáy xám. Chỉ có điều, dĩ nhiên nó không phải là con quạ gáy xám. Nó vỗ cặp cánh điểm trắng rồi lao ngang qua khoảng không trước mắt, đậu trên cành cây thấp nhất của một cội cây khô, không cách chỗ Will nằm quá xa. Cậu nhận thấy mỏ của nó màu cam, và nó có một miếng vá vàng bên dưới mỗi con mắt, với những mảng lông màu hoàng yến ở hai bên và sau gáy. Con chim vảnh đầu lên, nhìn cậu với con mắt phải, rồi với mắt trái. Sau đó nó hót khoảng 10 hay 12 nốt nhạc, tạo một tiếng động như tiếng nấc cụt, và rồi với giọng trầm bổng nó hát: "Tại đây và bây giờ, cậu bé ơi. Tại đây và bây giờ, cậu bé ơi." Lời nói đó như đánh thức cậu, và thình lình cậu nhớ lại tất cả. Aldous Huxley. Vô môn quan, cánh cổng không cửa. Bạn có thể đang nhìn một ngọn núi, và bạn đang thư giãn vào cái thực tại tỉnh thức của mình. Rồi thình lình, núi trở thành tất cả, còn bạn thì không là gì cả. Cảm giác tách rời của bạn bỗng biến đâu mất. Bạn hoàn toàn tỉnh thức. Mọi thứ vẫn có vẻ rất bình thường, chỉ trừ có bạn là không thể tìm thấy ở đâu cả. Bạn không đang nhìn ra ngọn núi bên kia, bạn chỉ là ngọn núi. Bạn là bầu trời, bạn là mây, bạn là tất cả những gì đang trỗi dậy trong từng giây phút. Rất giản dị, rất rõ ràng, chỉ vậy thôi. Hơn thế nữa, một khi bạn thoáng thấy trạng thái đó, cái mà đệ tử nhà Phật gọi là đồng nhất thể, có nghĩa là bạn và cả vũ trụ là một, thì rõ ràng là bạn không đang đi vào trạng thái này, nhưng đó là trạng thái nguyên thủy của bạn từ thuở ban sơ. Bạn chưa hề rời khỏi trạng thái này một giây khắc nào cả. Đây là lý do Zen gọi nó là vô môn quan. Ở phía bên này sự giác ngộ, nó giống như bạn phải làm một điều gì đó để đi vào trạng thái đó. Nó giống như bạn cần đi xuyên qua một cái cổng. Nhưng khi bạn làm thế và quay lại nhìn phía sau, thì không thấy có cánh cổng nào ở đó cả. Ken Wilber. Niết bàn tự nhiên. Tất cả những yếu tố đưa tới sự giác ngộ, căn nguyên bẩm sinh, pháp môn và kết quả của pháp môn đó đều không thật sự tồn tại. Tất cả đều sở hữu tánh niết bàn. Qua sự tu hành, hành giả sẽ có thể xóa bỏ và khắc phục những đau khổ bắt nguồn từ sự hiểu biết sai lạc hay từ sự vô minh. Khổ đau không chỉ có thể được xóa bỏ, mà cả sự vô minh và những ảnh hưởng đến từ những hành động vô minh trong quá khứ cũng có thể được xóa bỏ. Do đó, một người có thể hoàn toàn xóa bỏ sự vô minh trong hiện tại, những ảnh hưởng của nó từ quá khứ và khuynh hướng suy nghĩ vô minh trong tương lai. Vượt lên sự vô minh, một người tự nhiên không còn sợ hãi và trụ trong niết bàn vô trụ của Phật. Tôi có nên lặp lại không? Để có thể đạt tới đó, để đạt tới nơi này, bạn phải đi con đường không có sự khoái lạc. Để có thể đạt tới cái bạn không biết, bạn phải đi con đường của sự vô minh. Để có thể sở hữu cái bạn không sở hữu, bạn phải đi con đường của sự xả bỏ. Để có thể đạt đến một nơi khác, bạn phải đi một con đường khác. Và điều bạn không biết là điều duy nhất bạn biết. Cái bạn sở hữu là cái bạn không sở hữu. Nơi bạn ở là nơi bạn không ở. Hiện tại, tôi đi tìm sự giác ngộ nơi đâu?
nơi đây. Khi nào nó xảy ra? Nó đang xảy ra ngay bây giờ. Vậy tại sao tôi không nhận biết nó? Bởi vì bạn không nhìn. Tôi nên tìm kiếm điều gì? Không gì cả, chỉ nhìn. Nhìn cái gì? Bất cứ thứ gì bạn để mắt đến. Tôi có phải nhìn theo một cách đặc biệt nào không? Không, cách bình thường thôi. Nhưng không phải tôi vẫn luôn nhìn theo cách bình thường sao? Không. Tại sao không? Bởi vì để nhìn, bạn phải ở tại đây. Nhưng bạn thường ở một nơi nào khác. Anthony de Melo. Hãy nhẹ nhàng nhận biết khi tâm bạn trôi dạt vào nơi nào khác và lúc nào khác. Khi bạn không ở tại đây và vào lúc này, bạn thường lạc mất trong cảnh giới của sự tưởng tượng và lo âu. Chỉ việc nhận biết điều này một cách nhẹ nhàng. Bây giờ là mấy giờ? Vào lúc này, nếu bạn vặn đồng hồ báo thức để thức dậy vào lúc 3 giờ 47 phút sáng, và khi chuông reo, bạn quay sang tắt nó rồi nói: "Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?" Bạn sẽ nói: Bây giờ. Tôi ở đâu? Nơi đây. Vậy thì hãy ngủ lại. Thức dậy lúc 9 giờ sáng mai. Tôi ở đâu? Nơi đây. Bây giờ là mấy giờ? Lúc này. Thử 4 giờ 32 phút 3 tuần sau. Trời hỡi, không có cách nào trốn tránh nó. Nó là thế đó. Đó là cái hiện tại vĩnh hằng. Cuối cùng bạn nhận ra rằng chỉ có cái đồng hồ là đang đi vòng quanh. Nó đang làm công việc của nó. Nhưng bạn đang ngồi nơi đây, ngay bây giờ, luôn luôn. Lắng nghe trọn vẹn. Thật là một buổi sáng tươi đẹp và yên tĩnh. Tiếng vo ve của côn trùng, làn gió mát chạm vào da thịt, hơi thở. Chúng ta có cảm thấy nó không? Thân thể rung động nhịp nhàng với tiếng tim đập. Người ta ngồi yên lặng với nhau. Chúng ta có ở đây không? Có phải nó là một sự lắng nghe trọn vẹn, hay chúng ta đang đắm chìm trong cái thế giới tư tưởng của mình, nhớ nghĩ, trông đợi? Có sự lắng nghe nào không tạo ra sự chia cắt giữa chúng ta? Có thể nào tiếng vo ve, hơi thở, sự rung động nhịp nhàng này thay thế cho sự ham muốn, lo âu và tưởng tượng hão huyền? Nhưng có một cách khác vô cùng giản dị để hiện hữu tại đây. Chỉ nói hay đọc về nó thôi thì không giống với việc đi sâu vào trong nó. Ngay bây giờ, chúng ta có thể giản dị lắng nghe, ý thức hoàn toàn về những gì có vẻ như là âm thanh, cảm xúc và tư tưởng giữa sự yên tĩnh hoàn toàn không. Một không gian lắng nghe bao la mà không có sự phê phán và ưa ghét. Không ai ở đây để làm công việc lắng nghe. Nó tự xảy ra. Chú tâm vào những gì đang xảy ra trong từng giây phút không phải là một kỹ thuật. Nó là như thế và chỉ vậy thôi. Tony Parker. Dành vài phút tới để lắng nghe, như thể bạn đang nghe âm thanh lần đầu tiên. Lạc hướng. Đứng yên. Cây cối phía trước và bụi cỏ bên cạnh ngươi không đi lạc. Ngươi ở đâu, chỗ đó gọi là nơi đây. Và ngươi phải xem nó như một kẻ lạ hùng mạnh. Phải cho biết mình và xin được biết nó. Dừng núi hít thở, lắng nghe
Nó trả lời: Ta đã tạo ra nơi này chung quanh ngươi. Nếu ngươi rời khỏi nó, ngươi có thể quay lại và nói: Nơi đây. Với con quạ, không có hai cây nào là giống nhau. Với chim hồng tước, không có hai nhành nào là như nhau. Nếu điều cội cây hay bụi cỏ làm không ảnh hưởng tới ngươi, ngươi thật đã lạc rồi. Hãy đứng yên. Rừng cây biết ngươi đang ở đâu, hãy để nó tìm thấy ngươi. David Wagoner. Bạn luôn ở nơi đây, bạn có thể ở đâu khác chứ? Mừng thay.